Ngọc Lan kính chào quý khán giả Người Việt Online. Thưa quý vị, 38 sĩ quan công an của Việt Nam đã đến tu nghiệp tại Đại học University of Maryland. Maryland thuộc thành phố College Park của Hoa Kỳ từ đầu tháng 5 năm 2012. Tin của báo Washington Examiner hôm 19 tháng 5 cho hay các sĩ quan này sẽ trải qua một khóa tu nghiệp dài 6 tuần trước khi trở về Việt Nam, hoàn tất học trình và lãnh bằng thạc sĩ của ngành công an. Theo bản tin của Đại học Maryland, khóa học chú trọng vào các đề tài tổ chức cơ quan cảnh sát, huấn luyện sĩ quan, ngăn ngừa tội phạm và các đề tài khác. Một phát ngôn viên của Đại học Maryland cho biết, chính quyền Việt Nam đài thọ phí tổn cho khóa học, còn nhà trường cung cấp giảng viên và chỗ ăn ở. Bà Sally Simpson, trưởng khoa hình sự và tội phạm, nói với các học viên Việt Nam học hỏi tính chuyên nghiệp của cảnh sát và điều tra dựa vào chứng cứ. Trong số 38 sĩ quan công an đến học, có 9 người là phụ nữ. Tất cả đều là những người từ 25 đến 35 tuổi, mà một số từng nắm giữ các chức vụ từ cao tới trung cấp. Trong số này, có một cặp là vợ chồng. Cũng tin Việt Nam trên đất Mỹ, nhân viên công lực Hoa Kỳ tại phi trường quốc tế Dallas, thủ đô Washington DC, bắt một nghi can bị nhà cầm quyền Việt Nam phát lệnh truy nã quốc tế về tội lợi dụng quyền hạn chức vụ để lừa gạt qua các dự án đầu tư địa ốc dính đến rất nhiều quan chức ở tỉnh Vĩnh Phúc và cả ở Hà Nội. Vụ bắt giữ xảy ra vào tháng 2 khi ông Nguyễn Anh Quân, 41 tuổi, từ Berlin bay đến phi trường quốc tế Dallas, nhưng nay mới được tờ Washington Examiner nêu ra và cũng không thấy báo chí ở Việt Nam đề cập vụ bắt giữ này. Chuyện lường gạt của ông Nguyễn Anh Quân qua một số dự án xây dựng ở tỉnh Vĩnh Phúc và Hà Nội được một số báo ở Việt Nam có một số loạt bài điều tra từ cuối năm ngoái. Hành tung của Nguyễn Anh Quân bị lộ khi nhân viên an ninh phi trường quốc tế Dallas kiểm tra lý lịch hành khách cho thấy đương sự đang bị cảnh sát quốc tế truy nã. Khi bị thẩm vấn, ông Quân nhìn nhận từng bị kết án từ năm 1999 về tội lừa gạt liên quan đến địa ốc. Trong nhiều đơn xin nhập cảnh ở Mỹ, kể từ năm 2008 đến 2012, ông này đều khai chưa hề bị bắt hay bị truy tố về bất cứ tội gì. Tập đoàn Dalian Wonder Group của Trung Quốc hôm thứ Hai loan báo mua lại AMC là hệ thống rạp chiếu bóng lớn thứ nhì ở Mỹ với giá 2.6 tỷ đô la. Wonder cho biết họ sẽ là nhà hoạt động lĩnh vực rạp chiếu bóng lớn nhất thế giới qua sự đầu tư 500 triệu đô la để phát triển cho AMC thêm nữa. AMC hiện có 5.034 rạp ở 346 địa điểm và 18.500 nhân viên, hầu hết ở Mỹ và Canada. Tổng hành dinh của AMC ở Kansas City và hoạt động thường nhật ở đây sẽ vẫn không thay đổi. Wonder là công ty tư nhân thành lập năm 1988, hoạt động về ngành khách sạn, du lịch, mở thương xá cùng nhiều kinh doanh khác. Wonder cho biết thu nhập trong năm 2011 của họ là 16.7 tỷ đô la. Công ty có 50.000 nhân viên và tài sản gồm 86 rạp chiếu phim ở Trung Quốc. Cũng tin nước Mỹ, hai cơ quan công giáo lớn hôm thứ Hai đã nộp đơn kiện chính phủ Obama về chính sách bắt buộc cơ sở tôn giáo phải cung cấp bảo hiểm y tế cho nhân viên, trong đó bao gồm phần chống thụ thai. Đại học Notre Dame và giáo phận Washington DC nộp đơn riêng lẻ kiện Tòa án Liên bang chống lại quyết định của Bộ Y tế về việc đòi hỏi họ phải chịu chi phí bảo hiểm ngừa thai cho nhân viên, điều mà họ cho là đi ngược với tín lý công giáo. Biện pháp này nổ lớn hồi tháng 2 khi phe Cộng hòa chụp lấy cơ hội này để cáo buộc chính quyền tấn công tự do tôn giáo. Cha John King Jenkins, viện trưởng Đại học Notre Dame, nói rằng vụ kiện này là về quyền tự do sống theo lý tưởng của một tổ chức tôn giáo và tầm quan trọng của nó vượt lên mọi tranh luận về sự ngừa thai. Trước áp lực của công chúng, Tổng thống Barack Obama loan báo một chính sách dung hòa. Theo đó, giới chủ nhân có thể chọn không trả chi phí ngừa thai, nhưng hãng bảo hiểm phải chịu phí tổn một khi có nhân viên muốn được dịch vụ đó. Trong khi đó, tại Chicago, Hội nghị thượng đỉnh 26 nước thành viên NATO họp trong 2 ngày, lần đầu tiên tại một thành phố Hoa Kỳ mà không phải là thủ đô Washington. Đề tài thảo luận trung tâm là cuộc chiến tranh Afghanistan. Hôm Chủ nhật khai mạc hội nghị, ông Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen tuyên bố sẽ không có việc triệt thoái vội vã khỏi Afghanistan.
Tổng thống Obama phát biểu trước hội nghị hôm thứ Hai, nguyện sẽ kết thúc chiến tranh Afghanistan một cách có trách nhiệm. Ông và các nhà lãnh đạo sẽ chính thức thỏa thuận kế hoạch chuyển nhiệm vụ của Liên minh quân sự quốc tế từ chiến đấu sang vai trò yểm trợ vào năm tới để sẽ triệt thoái hoàn toàn vào năm 2014. Cuối cùng là một tin khảo cổ. Một bộ xương khủng long 80 triệu năm vừa bán được 1 triệu đô la trong cuộc đấu giá ở New York đang bị chính quyền Mông Cổ đòi lại. Hôm Chủ nhật, bộ xương khủng long cao 8 feet, dài 24 feet được bán cho một người muốn giấu tên. Chủ tịch công ty đấu giá nói đây là một trong những bộ xương hóa thạch tuyệt vời nhất họ từng bán được, tình trạng khá tuyệt mỹ, gần như hoàn hảo. Heritage Ocean cho biết không rõ bộ xương từ đâu đến, nhưng nói rằng nó được nhập vào Hoa Kỳ theo đường hợp pháp. Luật sư đại diện cho Tổng thống của Mông Cổ nói, vì xứ này có nhiều xương khủng long hóa thạch và thường xuyên bị lấy cướp, do vậy Mông Cổ đòi hỏi cơ sở bán đấu giá phải nhận diện người mua lẫn xuất xứ. Mông Cổ cấm xuất cảng hoặc bán xương hóa thạch và cho rằng việc đánh cắp ở các khu vực khai quật là vấn đề nghiêm trọng. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin hôm nay. Ngọc Lan kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Em vô cái trang mvepages.com á, hay là thương mại đó đây.com á, để tìm dễ hơn. Ồ, cảm ơn anh. mvepages.com và thương mại đó đây.com, hệ thống dữ liệu thương mại gốc Việt lớn nhất Hoa Kỳ. Cần tìm bác sĩ, nhà thuốc Tây Việt Nam, đi chơi xa cần tìm nhà hàng Việt Nam. Cần mua bảo hiểm xe, bảo hiểm sức khỏe nhân thọ. Cần đi chợ Việt Nam, hãy vào mvepages.com hoặc thương mại đó đây.com. Hơn 80.000 doanh nghiệp Việt, hơn 200 ngành dịch vụ trải rộng trên 800 thành phố Hoa Kỳ. Chương trình được đặt sẵn trên điện thoại iPhone, Android, iPad, rất thuận tiện để sử dụng. Mọi liên lạc quảng cáo xin gọi 714-892-9414.